Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật pháp đồng sâu đắc dị màu. Trong ngày mà cứu khói tìm cầu, con đang nghe thấy chuyên trì tụng nguyện tỏa như lan dị màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Chứng Khế Đại Thừa quyển hạ. Khi ấy Đại Bồ Tát Di Lặc suy nghĩ, vì nhân duyên gì mà hôm nay Đức Phật hiện ra thần thông lớn trang nghiêm cõi Phật là việc chưa từng có, vậy nên hỏi Đức Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác và đòi những điều chưa hiểu. Bấy giờ Đại Bồ Tát Di Lặc từ chỗ ngồi đứng dậy, bày vai bên phải, quỳ gót phải trên hoa sen, chắp tay cúi xuống cạnh Đức Phật. Kính bạch Thế Tôn, con có đôi điều nghi ngờ muốn thưa hỏi rõ ràng, xin được cho phép. Đức Phật bảo, này Bồ Tát Di Lặc, ông còn điều gì nghi ngờ thì cứ hỏi. Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác sẽ giải thích dứt trừ cho ông. Đại Bồ Tát Di Lặc được Đức Phật cho phép liền bạch, kính bạch Thế Tôn, vì nhân gì, duyên gì và là của ai mà thế giới Ta Bà này hiện ra pháp lớn đặc biệt chưa từng có, thần thông của Đức Như Lai làm cho công đức trang nghiêm tất cả cõi Phật, ánh sáng rực rỡ thanh tịnh, trừ tất cả việc xấu không thể nói, từ xưa chưa từng thấy, chưa từng nghe. Bạch Thế Tôn, việc này thế nào? Tất cả Bồ Tát thấy thần thông lớn hiện ra ở thế giới này đều không hiểu được. Bồ Tát Di Lặc dùng kệ hỏi, vì sao Đại Mâu Ni đặc biệt hiện điều này? Đất động thấu biển cả, trụ thế giới thanh tịnh, ánh sáng vàng chiếu khắp, diệt hết tối thế gian. Sen báu vô số ức, cây báu hoa trang nghiêm, ức lộng cờ và phướng, ngọc cho báu chuông linh, ánh sáng phước trí tuệ, dứt sạch các đường ác, ai nhân duyên trì đức, Ta Bà tịnh cõi Phật. Nói kệ này rồi, Đức Phật bảo Bồ Tát Di Lặc, ông có thể ngồi, ta sẽ giảng nói nhân duyên về pháp chưa từng có hiện ở thế giới này. Này Bồ Tát Di Lặc, phương Đông cách đây vô số hàng hà xa cõi Phật, có thế giới tên là Thắng Diệu Thanh Tịnh, công đức tụ bảo trang nghiêm, tràng tác văn minh. Đức Phật hiệu là tối thượng vĩ diệu, khai vô quang minh trang nghiêm, thần thông pháp giới tràng nhất cái hiển hiên khống, âm từ tài giáo trí, tỳ lô giá na tạng, kiến lập thần thông vương Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác. Hiện nay đang thiết lập sự an ổn nên thuyết giáo pháp, giáo hóa thế giới thanh tịnh không có các đường ác. Chúng Đại Bồ Tát địa thứ 10 trụ trong đó. Còn ấy có Đại Bồ Tát tên là Hải Thắng Trì Thâm Chú Ý Thần Thông, thông đạt tất cả thiền định tam muội, thần thông tam muội, Đà La Ni của Bồ Tát không có ngăn ngại. Nay cùng với cung điện trang nghiêm bằng các báu và hơn số lượng các Đại Bồ Tát, nương theo hư không đến cõi Phật Ta Bà này, bậc chánh sĩ đó hiện thần thông trang nghiêm này để làm hiện tướng đầu tiên. Khi Đức Phật nói lời này thì ánh sáng lớn nơi cung báu hiện ra vô lượng ức lưới, ánh sáng vây quanh trang nghiêm giữa hư không, phát ra trăm ngàn âm nhạc ca hát hòa hợp là các thứ hoa trời trong ức, nên cho tha các thứ ánh sáng rực rỡ chiếu soi khắp nơi, thấu đến thế giới Ta Bà này. Bây giờ Đại Bồ Tát Hải Thắng Trì Tâm Du Hí Trí Thần Thông để cung báu trang nghiêm ở giữa cõi dục và cõi sắc, đồ chúng giai quanh từ hư không bước xuống, đi đến chỗ Đức Phật, chắp tay cúi đầu đảnh lễ nơi chân Đức Phật, đi quanh bên phải ba vòng cung kính xong, Đại Bồ Tát Hải Thắng Trì Thâm Du Hí Thần Thông bạch, bạch Thế Tôn, con nguyện thương xót nhận cung điện báu trang nghiêm của con. Đức Phật và các Đại Bồ Tát ngồi trên cung điện này giảng pháp vĩ diệu thâm sâu không gì bằng. Đức Phật bảo Đại Bồ Tát Hải Thắng Trì Thâm Du Hí Thần Thông, lành thay này chánh sĩ, ông đem cung điện báu trang nghiêm dân cúng Như Lai chánh đẳng giác. Đối với Đức Phật Tỳ Bà Thi và ngàn Đức Phật ở hiền kiếp, ông đã đem cung điện báu trang nghiêm lần lượt cúng dường, hôm nay lại cúng dường cho ta. Lành thay này chánh sĩ, đem cung điện báu này, báu trang nghiêm này mà trang nghiêm cõi Phật ở Ta Bà. Khi ấy Long Vương Ta Kiệt La bạch, bạch Thế Tôn, cung điện báu trang nghiêm hôm nay ở chỗ nào, kích thước lớn hay nhỏ? Đức Phật bảo vua rồng Ta Kiệt La, cung điện báu trang nghiêm hôm nay đang trụ ở giữa hư không thuộc cõi dục và cõi sắc, kích thước lớn nhỏ như tam thiên đại thiên thế giới. Này Long Dương, cung điện báu trang nghiêm ấy là tất cả oai lực thần thông tam muội của Phật Bồ Tát phát ra. Tất cả pháp của Bồ Tát là chú hí cúng dường Như Lai, sở hành của Phật đã dừng căn lành của Phật, đã thành tâm thanh tịnh của Bồ Tát, chiếu sáng thế giới trong 10 phương, làm cho tâm vô lượng chúng sinh tràn đầy vui mừng, vượt qua tất cả cung điện của chư thiên. Bồ Tát ở khắp 10 phương đều tụ hội, với biên màu đẹp trang nghiêm rực rỡ. Này Long Vương, cung điện bảo trang nghiêm đó, đất làm bằng ngọc lưu ly trắng, tường vách làm bằng vàng, diêm phù đàn, lan can làm bằng tạng báu tu thắng, các cửa lầu gác đều làm bằng ngọc mã não, giường nằm bằng ngọc báu mali, lan can làm bằng ngọc báu sáng trong suốt, đài điện là bằng báu đẹp chiếu sáng, dùng các thứ báu đẹp hình bán nguyệt chê phía trên, ánh sáng rực rỡ chiếu khắp vô biên cõi. Trong cung báu có 80 cây, có ức Najatha 100.000 ánh sáng trang nghiêm hiện rõ, đủ loại vòng báu đẹp trang sức chính giữa, đều là thắng cảnh tích hợp với Như Lai. Chuỗi anh lạc rủ xuống trên các cây, các cột cờ treo vô lượng và biển vô số phướng dù dây lụa lên lưới đẹp đẽ, chiên đàn long trinh mãi bôi lên mặt đất, mùi thơm tinh khiết như nước hương trầm, hoa báu long châu đủ loại hoa trời đã khắp cuốn giường. Trên các cây cờ có ngàn ức chư thiên, đồng thời ngồi tấu các loại âm nhạc, 5 thứ tiếng hòa lẫn nhịp nhàng, trong trẻo rất hay, tâm vui tai thích, gian khắp thế giới thể đều ưa thích. Này Long Vương, cứ trên cung điện báo trang nghiêm lâu lâu gió thổi, có ngàn ức các ao bảy báu, các vàng trải đáy, trong sạch đẹp đẽ, mỗi ao có 8 chi lưu đầy nước, vô lượng ức Najatha 100.000 các hoa sen bảy báu nhiều màu xinh đẹp, có ánh sáng rực rỡ, nở ra to lớn giống như bánh xe. Rừng báu vây quanh, cây cối ngay hàng, đủ các loài hoa báu, đủ các loài lưới chuông, các thứ đồ đạc như chuỗi ngọc đeo cổ, dây lụa y phục, Kalaba đều trang nghiêm vi diệu, mùi thơm phả phất đại báu san sát, ánh sáng rực rỡ phát ra mùi thơm. Với những cây báu đều có tòa sư tử cao rộng trang nghiêm đầy đủ, trải y trời đẹp rủ xuống che xung quanh, làm chỗ ngồi của Phật Bồ Tát khắp 10 phương. Thế giới đều đẹp đẽ trang nghiêm, rất đặc biệt, và mua xuống các hoa báu thơm đều hiện ở trong cung báu ấy. Này Long Vương, hình dáng và kích cỡ của cung báu trang nghiêm là như vậy. Bây giờ Đức Phật bảo chúng Bồ Tát hãy tháng trì thâm dưới thần thông. Này chánh sĩ, nên cùng ta đồng bay lên cung báu. Ta ngồi nơi cung báu sẽ làm cho sở nguyện của Đại Bồ Tát tháng trì thâm du hiếu thần trí thần thông được đầy đủ. Lúc đó Đức Thế Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy, cho số đại chúng đại Bồ Tát cung kính cúng dường vây quanh trước sau. Bồ Tát hại tháng trì thâm chiêu hí trí thần thông, hầu bên phải Bồ Tát Di Lạc hầu bên trái, nét mặt vui vẻ, nương theo hư không mà đi. Đức Phật cùng chúng Bồ Tát bay lên giữa cung báu, ngồi nơi tòa sư tử cao rộng cho lượng do tuần, xoay mặt về hướng đông. Khi Đức Phật bay lên tòa sư tử, cung báu trang nghiêm chấn động 6 cách, có ức Najatha 100.000 dây bạc pha lê đủ loại màu sắc xanh đỏ vàng trắng khác nhau, ánh sáng lớn từ nơi cung điện phóng ra, chư thiên đồng tử đánh thổi ca sướng tấu các thứ âm nhạc, mưa xuống nhiều như hoa trời, đốt hương thơm trời, mùi thơm ngạt ngào phảng phất rải xuống cùng khắp. Đức Phật bảo các Bồ Tát, các ông hãy ngồi lên mũi hoa sen đã sắp đặt. Lúc đó Bồ Tát vâng theo lời Phật ngồi lên, các Bồ Tát đều ngồi rồi. Bồ Tát hại tháng trì thâm chiếu ý trí thần thông, cùng các Bồ Tát đứng ở trước Đức Phật suy nghĩ, hôm nay chúng ta nên cúng dường Như Lai ứng chánh đẳng giác về thứ hỏi Phật địa. Khi đó Đại Bồ Tát hại tháng trì thâm chiếu ý trí thần thông từ chỗ ngồi đứng dậy, cho thâm đạ nghĩ làm vô lượng chư biên đủ các loại dòng hoa, đốt hương bột hương xoa, sắm y phục cờ phướng, đánh thổi ca hát các thứ âm nhạc, nơi hạng cảnh giới người chỉ phát ra tiếng khen ngợi, cùng các Bồ Tát cung kính tôn trọng, hết sức chí thành cúng dường Phật và Bồ Tát rồi, là còn chuẩn bị việc cúng dường cho thượng để cúng dường Phật. Chủ ngọc báu đeo nơi cổ và chiên đàn long trinh, nhị hoa bảy báu, kho báu đầy ắp, báu mani lớn ánh sáng trong suốt, đem rải chỗ Như Lai và dùng trải ra khắp đảnh lễ nơi chân Đức Thế Tôn. Dục quanh bên phải 100.000 vòng, cho tay hướng về Đức Phật nói kệ. Hiện ra các tướng đẹp thù thắng, thân trang nghiêm viên mãn ai bằng, búi tóc trên đầu sáng bên phải, giống như khổng tước hắc phong quang, trán rộng bằng thẳng tươi nhuận sáng, lông dài trắng đẹp mọc đều đặn, đôi mày cong như trăng đầu tháng, tướng mũi thẳng cao đẹp tuyệt vời. Mắt như cánh sen xanh mới nở, tóc dài mềm mại như ba tiêu, răng đẹp trắng bóng đều và khít, sáng sủa giống như hoa mới nở, lưỡi rộng dài đỏ như đồng đỏ, hương vị ngon nhất trong các vị. Mặt trăng trăng tròn chiếu ánh sáng, môi màu đỏ như trái tần bà, má cầm đầy đặn lại cong phân, cánh tay dài xuống như sa la, ngón tay dài đẹp và có màng, móng tay đẹp sáng như đồng đỏ, lòng bàn tay có tướng bánh xe, chứa ức công đức bố thí lớn. Phần trước Mâu Ni như sư tử, cổ cao xinh đẹp tướng trang nghiêm, lưng cứng chắc che sóng bụng, tướng nam căng ẩn kính không hiện, đùi chân thẳng dài như vòi voi, ngón chân dài đẹp có màng mỏng, dưới chân bằng có tướng bánh xe. Thánh Tôn bước đi như sư tử, đủ các tướng đẹp thành chánh giác, để con đảnh lễ các tướng Đức Phật. Bây giờ Đại Bồ Tát Hải Thắng Trì Thâm Duy Trí Thần Thông nói kệ cao tụng Đức Phật xong, rồi bạch: Bạch Thế Tôn, con có điều muốn hỏi, xin Đức Như Lai ứng cúng chánh đạn giác thương xót cho phép. Đức Phật nói: Này chánh sĩ, tùy ý ông cứ hỏi, theo câu hỏi ấy ta sẽ giảng giải để cho ông hiểu. Bồ Tát Hải Thắng Trì Tâm Vô Ý Trí Thần Thông được Đức Phật cho phép điền bạch: Bạch Thế Tôn, có bao nhiêu ngôi vị của Như Lai mà tất cả Bồ Tát không thực hành được, không phải là cảnh giới của hàng thanh văn và độc giác? Đức Phật khen Bồ Tát Hải Thắng Trì Tâm Vô Ý Trí Thần Thông: lành thay là chánh sĩ, hôm nay ông hỏi Như Lai về ý nghĩa này. Vì các Bồ Tát nên mới phát ra ánh sáng lớn, khai bày trí chân thật của Phật, làm lợi ích lớn, an vui lớn. Hãy lắng nghe, suy nghĩ kỹ, ta sẽ giải rõ cho ông. Này chánh sĩ, ngôi vị của Như Lai có 10, tất cả Đại Bồ Tát còn không thể thực hành, huống chi các hàng thanh văn và độc giác. 10 ngôi vị của Như Lai: 1. Ngôi vị ánh sáng trí tuệ, thù thắng sâu xa, rộng lớn, khó biết. 2. Ngôi vị ánh sáng oai lực vô cấu, thân trang nghiêm, không thể nghĩ bàn. 3. Ngôi vị hải tạng nguyệt tràng bảo sĩ, ánh sáng vĩ diệu. 4. Ngôi vị trí thần thông công đức, có ánh sáng vàng vi diệu thanh tịnh. 5. Ngôi vị vi tràng oai tạng, ánh sáng chiếu soi khắp. 6. Ngôi vị đeo ngọn đuốc thắp sáng khắp hư không, thanh tịnh vô cấu. 7. Ngôi vị ánh sáng pháp giới tạng rộng lớn. 8. Ngôi vị ánh sáng của tạng Phật, thanh tịnh tối tháng, chiếu khắp, làm thanh tịnh các chướng ngại do trí thông. 9. Ngôi vị ánh sáng vô biên trang nghiêm, ức nguyện Tỳ Lô Giá Đa. 10. Ngôi vị biện trí giúp Tỳ Lô Giá Đa. Này chánh sĩ, đó là 10 ngôi vị của Như Lai trí, không thể nói bày. Ngôi vị đầu tiên của Như Lai tập khí vi tế đều đã đoạn tuyệt đối với tất cả các pháp tự tại vô ngại. Ngôi vị thứ hai của Như Lai chỉ bánh xe chánh pháp, hiện pháp sâu xa. Ngôi vị thứ ba của Như Lai trình bày giáo giới thanh văn và an lập ba thừa. Ngôi vị thứ tư của Như Lai giảng nói 8 vạn 4 ngàn pháp môn, hàng phục 43. Ngôi vị thứ năm của Như Lai bẻ gãy các luận thuyết đạo khác và pháp tà bậy của họ, để phục tất cả những người đi theo con đường ác. Ngôi vị thứ sáu của Như Lai là an lập vô biên chúng sinh, nơi 6 thần thông và 6 đại thông, nghĩa là thị hiện ra vô biên cõi Phật, dùng công đức trang nghiêm thanh tịnh của Phật thị hiện cho biên Bồ Tát hầu cận vây quanh, thị hiện cõi Phật rộng lớn cho biên, thị hiện tự thân ở trong vô biên cõi Phật, thị hiện diệt độ cho đến hiện pháp ẩn một, thị hiện cho biên thần lực thần thông biến hóa. Ngôi vị thứ bảy của Như Lai đối với 7 phần pháp Bồ đề, không có tự tánh, không còn chấp trước với các Bồ Tát diễn rõ như thật. Ngôi vị thứ 8 của Như Lai dùng 4 pháp thọ ký cho tất cả Bồ Tát trên đất vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngôi vị thứ 9 của Như Lai dùng phương tiện thiện xảo chỉ bày cho Bồ Tát. Ngôi vị thứ 10 của Như Lai là dùng tất cả pháp vô tánh dạy cho các Bồ Tát khai mở tiếng đại niết bàn và nói tất cả các pháp rốt ráo của bát niết bàn. Khi Phật nói lên 10 ngôi vị của Như Lai, từ cõi Phật Ta Bà cho đến vô số cõi nước của chư Phật trong 10 phương đều hiện ra 18 tướng lớn. Đó là chấn động lớn và chấn động khắp, lay lớn và lay khắp, chuyển lớn và chuyển khắp, kêu lớn và kêu khắp, trống lớn và trống khắp, va chạm lớn và va chạm khắp. Tất cả cõi Phật hiện bên đông ẩn bên tây, hiện bên tây ẩn bên đông, hiện bên nam ẩn bên bắc, hiện bên bắc ẩn bên nam, hiện chính giữa ẩn một bên, hiện một bên ẩn chính giữa. Các cõi Phật đều hiện 12 tướng chuyển, và các chúng sinh không có lo sợ đều được an ổn. Tất cả cõi Phật phóng ánh sáng lớn, tất cả thế giới tối tăm nhất cho đến thế giới tối tăm vừa đều chiếu sáng rõ ràng. Tất cả thế giới hoặc thành hoặc hoại, có Phật hay không Phật, đều hiện ở cõi này. Các hoa trời xanh đẹp rơi xuống khắp vô biên cõi Phật, không thể nói trong mười phương. Đó là hoa Mạng Đà La, hoa Ma Ha Mạng Đà La, hoa Mạng Thù Sa, hoa Ma Ha Mạng Thù Sa, hoa ánh sáng lớn, hoa ánh sáng lớn, hoa mặt trăng lớn, cho đến tất cả các hóa dụng của âm nhạc của cõi Phật. Không thổi mà tự kêu đều hiện ra pháp lớn chưa từng có. Tất cả thị giả của Phật trong các cõi Phật đều từ chỗ ngồi đứng dậy thưa hỏi Phật của mình về pháp rất đặc biệt chưa từng có này. Chư Phật đều theo câu hỏi mà giảng giải rộng rãi. Khi ấy Bồ Tát Hải Thắng Trì Thâm Diêu Hí Trí Thần Thông đang ngồi trên con điện báo trang nghiêm. Các Bồ Tát trong hội đều khen ngợi sở hành của chư Phật là cảnh giới thâm sâu của Như Lai, vi diệu tối thượng, khó biết khó thấy. Các Bồ Tát không thể làm được, vốn là các hàng Tam Ban và Độc Giác. Vì sao? Vì 10 ngôi vị của Như Lai không thể nghĩ bàn này. Chúng ta từ xưa chưa từng nghe đến. Hôm nay cùng nhau thưa Đức Như Lai tấn cúng chánh đẳng giác. Nhờ đó ý nghĩa này, lúc ấy các Bồ Tát đều từ chỗ ngồi đứng dậy, cúi đầu chắp tay bằng kệ thưa Thế Tôn, không ai bằng, nói tên ngôi vị Phật từ xưa chưa từng nghe, do thượng không sánh kịp. Tâm duy mừng thưa hỏi, mong dặn ý nghĩa ngôi vị. Như đói nghĩ ăn ngon, khát mong uống nước mát, nguyện Phật rủ lòng thương, nói ngôi vị Như Lai. Các chúng Bồ Tát nói kệ thưa Đức Phật xong, đi quanh bên phải 3 vòng đảnh lễ nơi chân Phật, đều lui về ngồi trên tòa hoa sen. Bấy giờ Đức Thế Tôn như sơ tử duỗi mình ngó khắp mười phương, bảo đại Bồ Tát Hải Thắng Trì Thâm Diêu Hí Trí Thần Thông: Này chánh sĩ, ý nghĩa ngôi vị của Như Lai vi diệu sâu xa vô cùng, khó hiểu khó nhập khó ngộ, chẳng phải là cảnh giới của ngôn ngữ, vượt qua tất cả âm thanh bàn luận. Vì sao? Vì ngôi vị của hàng Tam Ban Độc Giác còn không thể bàn luận, huống chi ngôi vị của Bồ Tát và ngôi vị của Như Lai mà có thể trình bày được. Bồ Tát Hải Thắng Trì Thâm Diêu Hí Trí Thần Thông bạch: Bà Thế Tôn, hàng Thanh Văn có mấy ngôi vị? Đức Phật đáp: Hàng Thanh Văn có 10 ngôi vị. Đó là: 1 ngôi vị ăn trụ tam quy hành, 2 ngôi vị tùy tính hành, 3 ngôi vị tùy pháp hành, 4 ngôi vị thiện phàm phu, 5 ngôi vị hợp giới, 6 ngôi vị bát nhân, 7 ngôi vị tu đà hoàng, 8 ngôi vị tu đà hàm, 9 ngôi vị a la hàm, 10 ngôi vị a la hán. Bà Thế Tôn, có bao nhiêu ngôi vị của độc giác? Đức Phật đáp: Độc giác có 10 ngôi vị. Đó là: 1 ngôi vị vốn liếng các thiện, 2 ngôi vị từ giác ngộ duyên khởi sâu xa, 3 ngôi vị hiểu rõ bốn thánh đế, 4 ngôi vị sắc bén thù thắng thâm diệu, 5 ngôi vị con đường thánh tám thẳng nhánh, 6 ngôi vị biết pháp giới, hư không giới, chúng sinh giới, 7 ngôi vị chứng diệt, 8 ngôi vị tánh sáu không, 9 ngôi vị nhập vi diệu, 10 ngôi vị tập khí mỏng. Bạch Thế Tôn, Bồ Tát có mấy ngôi vị? Đức Phật trả lời: Bồ Tát có 10 ngôi vị. Đó là: 1 ngôi vị hoan hỷ, 2 ngôi vị vô cấu, 3 ngôi vị minh, 4 ngôi vị diện, 5 ngôi vị cực năng thắng, 6 ngôi vị hiện tiền, 7 ngôi vị viễn hành, 8 ngôi vị bất động, 9 ngôi vị thiền tuệ, 10 ngôi vị pháp vân. Bạch Thế Tôn, tất cả ngôi vị từ đâu sinh ra? Đức Phật nói: Đại chánh sĩ, từ ngôi vị Như Lai sinh ra ngôi vị ấy. Bạch Thế Tôn, những sự giải thoát khác nhau như thế nào? Đức Phật nói: Nước sông và nước biển cả khác nhau thế nào? Bạch Thế Tôn, nước sông, nước biển có nhiều ít khác nhau. Đức Phật nói: Đúng vậy, đúng vậy. Này chánh sĩ, sự giải thoát của hàng Thanh Văn Độc Giác như nước trong sông, sự giải thoát của Như Lai giải thoát như nước trong biển cả. Bạch Thế Tôn, sông lớn, sông nhỏ và tất cả các dòng há không chảy vào trong biển chăng? Đức Phật đáp: Đúng vậy, đúng vậy. Như lời ông vừa nói, nếu pháp của Thanh Văn hoặc pháp của độc giác, hoặc pháp của Bồ Tát, hoặc pháp của Phật, tất cả đều chảy vào trong biển trí Tỳ Lô Giá Na. Bạch Thế Tôn, xin nguyện Thế Tôn hiện trụ ngôi vị đầu tiên của Như Lai. Cảnh giới của Như Lai tất cả Bồ Tát đều không biết, cố chỉ các hàng thanh văn độc giác. Lúc ấy Đức Phật hiện ra cõi Phật tên là Vô Biên A Tăng Kỳ Công Đức Bảo Cái, bất kể tư nghị trang nghiêm. Cõi ấy rộng lớn, có ức hàng triệu, hằng hà xa cõi Phật nhiều như số vi trần của tam thiên đại thiên thế giới. Mỗi một thế giới đều nhập vào vô biên, vô số lòng báu, công đức trang nghiêm không thể nghĩ bàn trong cõi Phật chủ. Trong cõi Phật chủ ấy có núi Di Lâu, núi Tu Di, núi Đại Di Lâu và các núi Hắc. Những dòng sông, biển khơi, dòng suối, đồi, núi, hiểm trở, đất đá, vạch ngói, phân nhơ, các côn trùng, bùng lầy ô uế không sạch, cõi địa ngục ngạ quỷ, súc sinh, chim ma, quỷ, trời, rồng, già xoa, cả tác bạ, tu la, ca lậu la, khẩn na la, ma hầu la, già, nhân phi nhân, và cõi Phật cụ trang nghiêm thể đều trừ bỏ. Đất bằng phẳng như bàn tay, do ngọc lưu ly làm thành, trong cõi Phật chủ đất báu xanh biếc, từ kim can tế khởi, có hoa báu đẹp đẽ đối tối thượng trang nghiêm. Thọ vương Bồ Đề vô ưu, thể bằng bảy báu, thẳng đứng đẹp đẽ rực rỡ, cao vô lượng hàng hà xa thế giới như bi trần của quả Phật. Chiều rộng cũng như vậy, đủ các loại lá báu, hoa báu, trái báu trang nghiêm. Cành nhánh gốc rễ tươi tốt đều bằng báu xinh đẹp, ánh sáng của ngọc mani, nhiều báu đều phát ra. Chuỗi ngọc giá lụa lưới lên treo rủ xuống, phát ra ánh sáng của điện chớp, ánh sáng tràn hoa, ánh sáng vàng. Ngọc mani đế thanh pha lê, mặt trời mặt trăng là xuất ra mùi thơm như trầm thủy. Đa già ha hắc trầm, đa ma la diệp, ca lano ba lợi, chiên đàn long trinh, chiên đàn ngô đầu, giặt đủ các loại mùi thơm tháng diệu giới đầy khắp cõi Phật. Các âm nhạc hòa theo âm thanh gian khắp tất cả thế giới. Mô xuống các báu, phía đông cây Bồ Đề có ao Bồ Đề Chúa tên là Vô Cấu Tối Thượng Thanh Tịnh. Ao ấy rộng lớn bằng vô lượng hàng hải xe thế giới, nhiều như số vi trần của tam thiên đại thiên thế giới. Thể bằng bảy báu, có 8 nhánh nước tràn đầy các vàng dưới phù đàn, trải khắp đáy ao. 4 các 4 thềm đều trang sức bằng các báu đủ các thứ, giường báu tan can chung quanh, sắp xếp thẳng hàng. Trong ao Bồ Đề có hoa sen Bồ Đề Chúa tên là Diệu Khai Phô Diện, rộng lớn bằng vô lượng hằng hà xa thế giới, nhiều như số vi trần của tam thiên đại thiên thế giới. Cánh hoa sen ấy bằng vô lượng ức triệu trăm ngàn thứ báu trang nghiêm. Cánh hoa mềm mại, sáng bóng, hương thơm, tinh khiết vi diệu. Trên đài hoa sen có cung điện Bồ Đề Chủ tên là Vô Biên Trang Nghiêm, cao rộng bằng vô số hằng hà xa thế giới, nhiều như số vi trần của tam thiên đại thiên thế giới. Thể bằng bảy báu, hiển hiện thần thông với diệu đẹp đẽ vô cùng, hơn cung điện báu trang nghiêm trước ức lần, vì như ánh sáng đom đóm so với mặt trời. Con báu trang nghiêm đối với điện Bồ Đề, cái ánh sáng không hiện được. Cũng như vậy, điện Bồ Đề Chúa có vô biên ánh sáng thần thông trang nghiêm thù thắng rực rỡ, nên ánh sáng của mặt trời mặt trăng ngân chiếu. Màu sắc không còn oai lực, ánh sáng của tất cả đế thích phạm thiên trời tịnh cư đã bị che lấp, không hiện ra được. Trong điện Bồ Đề có tòa Chúa Sư Tử Đại Bồ Đề tên là Diệu Văn Minh, bất không nhụy nghiêm. Tòa ấy cao rộng bằng nhau như thế giới, nhiều như số vi trần của vô lượng triệu hằng hạ xa thế giới. Ánh sáng màu sắc rất đẹp, đủ loại bảy báu trang nghiêm xung quanh. Các loại lụa trời đẹp đẽ như Ca Thi Ca, Tỳ Đà Ha, Kiều Xài Gia đều che rủ xuống. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hiệu là Như Lai Vô Cấu Văn Minh Công Đức Hoa Ly Nhiễm Nguyệt Chiếu Bội Lô Giá Na, Tạng Tràng Tỳ Lưu Ly Tràng Trang Nghiêm Diên Quang Diệu Tướng Công Đức Thần Thông Tháng Tạng Nhật Nguyệt Trí Quang Vương, ngồi trên tòa Sư Tử Bồ Đề. Thân to lớn như tam thiên đại thiên thế giới, nhiều như số vi trần của ức năm hằng hà sa cõi Phật. Thân thể đầy đủ, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, vọt hào quang trang nghiêm trên đỉnh không ai có thể nhìn thấy. Ánh sáng thanh tịnh với diệu, giống như ánh sáng của mặt trời chiếu vào gương sáng, không phải thân Kalala, bằng máu, thịt, xương tủy. Trên có ánh sáng rất vi diệu thanh tịnh, đỏ như vàng diễm phù đà, ánh sáng được rỡ trong suốt như ngọc báu Tỳ Lưu Ly, đế thanh, diệt trừ tất cả tập khí vi tế. Đại Giác Thế Tôn là bậc thầy đầy đủ tất cả sự tối thắng nhất thiết trí đối với tất cả pháp tự tại vô ngại, và biết tất cả, vượt qua tất cả, là bậc đại bi tối thượng, là bậc trường phu tối thượng, là bậc sư tử trường phu, dứt sạch dòng lậu, thân như kim cang, trăm phước trang nghiêm, đầy đủ 10 lực của Phật, công đức lớn, 4 vô sở ý, 28 pháp bất cộng của Phật, rống tiếng rống sư tử, sống lâu, vô lượng, vô biên, không có già yếu, ở cõi thanh tịnh chưa đắc đẳng giác, nơi có được ánh sáng tự thân chân thật, hóa sinh vô lượng chúng đại Bồ Tát gia quanh cúng dường. Các Bồ Tát đó đều dùng sắc tướng của mình ngồi trên tòa sẽ tự chiếu cây báu trong cung điện báu đài hoa sen nơi ao báu. Mỗi Bồ Tát đều tự trang nghiêm như Phật đã ấn hiện trang nghiêm. Thế giới của Phật này công đức trang nghiêm, thanh tịnh thù thắng. Thân Phật đồ chúng đều thanh tịnh thù thắng với diệu. Kiếp thanh tịnh thắng diệu. Kiếp tên là Đại Kiếp Vương, mức độ của kiếp và sự trang nghiêm của kiếp ấy đều không thể nói. Giới hạn của Phật giống như cảnh giới của Như Lai, siêu vượt ngôn ngữ, không có nơi trốn. Như vậy là chứng chánh đẳng giác, gọi là trụ vào ngôi vị của Như Lai. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo Đại Bồ Tát hãy thán trì thông vô ý trí thần thông. Này chánh sĩ, ông thấy việc lớn ấy của Như Lai không? Bồ Tát hãy thán trì thông vô ý trí thần thông thưa: Thưa vâng bạch Thế Tôn, con đã thấy. Bạch Thiện Thể, con đã thấy. Đức Phật nói: Này chánh sĩ, thật là sâu xa tối thánh khó hiểu, trí tuệ sáng suốt rộng lớn là ngôi vị thứ nhất của Như Lai. Phật trụ vào ngôi vị này thì thần thông như vậy, giống như hôm nay Như Lai hiện thần thông. Đức Như Lai quyết định nguyện trang nghiêm công đức xí tràng nhất cái âm tự tại oai vương bảo tích bội lô giá na tạng, thắng tướng khởi đảnh, bối thanh tịnh diện a xúc vô gián quan. Ở thế giới hoan hỷ cũng hiện thần thông lớn như vậy, được trời người cũng kính phụng sự. Lại có Như Lai thắng oan đức liên hoa, xin chúng đức thắng trang nghi mani quan phương. Như Lai vô biên quan, Như Lai liên hoa, khai phu túc dương thần thông na già tự tại dương, Như Lai bạo tích. Các đức Phật như vậy và chư Phật hiện tại, tương lai ở trong nước thắng diệu thanh tịnh, để biết sẽ trụ vào ngôi vị của đức Phật ấy. Bồ Tát hãy thắng trì thâm du hí trí thần thông bạch bạch Thế Tôn, chư Phật hiện tại và tương lai ở trong đời ác năm trượng thành bậc đại chánh giác, lẽ nào không được ngôi vị của Như Lai chăng? Đức Phật nói: Này chánh sĩ, chư Phật Bồ Tát dùng phương tiện đại bi để các chúng sinh chìm sâu nơi bao cõi, ở trong màn vô minh tối tăm, dây ái trói buộc, tà kiến điên đảo, tính căn khuyết giảm, rơi vào trong vô minh vô biên cõi khổ, qua lại nơi xấu nẻo. Các chúng sinh bị trôi lăn trong dòng sinh tử từ vô thủy, không biết rõ nguồn gốc của mình, không biết Phật, không biết pháp Phật, không biết pháp Bồ Tát, không biết như thật đạo xuất ly. Chư Phật Bồ Tát thương xót những chúng sinh ấy, cho nên bằng hóa thân xuất hiện ở các cõi ác, hoặc hiện sự diệt thiên chuyển, hoặc hiện vào bào thai, sau đó ở trong cung lớn lên tận hưởng sự vui chơi, hoặc hiện sự nhàm chán xuất gia tu khổ hạnh, đến nơi đạo tràng hàng phục ma quân, chốn thành chánh giác. Chuyên thỉnh giảng pháp, chuyện bánh xe pháp lớn, bẻ gãy loạn tuyết của ngoại đạo, phá tan pháp tà kiến. Người thao đường ác đều làm cho trở về đường chánh, cho đến thì hiện mạng sống ngắn ngủi, nhập đại bác niết bàn, dùng oai lực tam muội đập nát chi phần nơi thân giống như hạt cải, sẽ các vận chất ước triệu trăm ngàn tạng xá lợi, vô lượng trời rồng cho đến nhân và phi nhân, đặc biệt chí thành tôn trọng cúng dường, hoặc vậy họ nhận giáo pháp xuất gia tu hành, hoặc giáo trồng và Phật vượt các biển sinh tử. Này chánh sĩ, pháp tánh ví diệu của chư Phật như vậy, nhằm cứu giúp vô biên cho số chúng sinh bị lưu chuyển trong biển khổ sinh tử, dùng phương tiện thần thông thì hiện sinh ra cõi uế trượt này. Hoặc Bồ Tát dùng phương tiện thần thông để hóa thân thiện Bồ Tát và chúng Bồ Tát. Bồ Tát hãy thắng trì tâm duy trí thần công bạch Bồ Tát Tôn, Như Lai có mấy thân? Đức Phật đáp: Này thánh sĩ, nó tóm lược thì Như Lai có 3 thân, đó là mãn tư dụng thân, hóa thân và tự tánh thân. Bạch Thế Tôn, mãn tư dụng thân của Như Lai như thế nào? Đức Phật nói: Này thánh sĩ, nơi ông nhìn thấy ta đó là mãn tư dụng thân của Như Lai. Ngoài ra chư Phật ở nước thanh tịnh đã chứng đắc chánh đẳng giác. hiện đang chứng đắc và sẽ chứng đắc, gọi là báo thân Như Lai. Bà Thế Tôn, thế nào là hóa thân Như Lai? Đức Phật nói là chánh sĩ, như Phật lực siêu dũng, Phật phá ma, Phật đại bi tư và chư Phật khác, thì ở cõi uế chứng thành chánh đẳng giác, để chứng đắc hoặc sẽ chứng đắc, hoặc thị hiện tịch diệt, hoặc thị hiện trụ các pháp như chánh pháp, tượng pháp, thậm chí thị hiện tất cả pháp Phật diệt tận. Là chánh sĩ, ông chớ cho là thật. Vì sao? Vì các pháp này, ông này nên biết đều là phương tiện đại bi như cầu mà hóa hiện. Bà Thế Tôn, cái nào là pháp thân Như Lai? Đức Phật đáp là chánh sĩ, pháp thân là không màu sắc, không hiện, không ngăn ngại, không tương tự, không biểu thị, không ăn trụ, không nương dựa, không chấp thủ, không diệt, không sinh, không thể ví dụ. Này chánh sĩ, như thế thì thân tự tánh của Như Lai không thể nói bàn. Thân của Như Lai là thân pháp, thân trí, thân vô đẳng, thân vô đẳng đẳng, thân bội lô giá na, thân hư không, thân bất đoạn, thân bất hoại, thân vô lượng, thân tối thượng, thân chân thật, thân không ví dụ, thân thật tánh, thân tự tánh. Bà Thế Tôn, thân tự tánh Như Lai là vô sắc, không hiện cho đến không thể nói bàn, hễ không phải là tướng đoạn dứt sao? Đức Phật đáp, này chánh sĩ, ý ông thế nào? Có hay không là đoạn dứt chăng, hay là có tướng chăng? Bà Thế Tôn, có hay không chẳng phải đoạn, chẳng phải có. Vì sao? Vì có hư không, nếu là đoạn thì chướng ngại, có tác dụng. Nếu là có thì tích chứa màu sắc vật thể. Bà Thế Tôn, vì thế nên có hư không, không phải đoạn, không phải có, mà cùng khắp tất cả. Đức Phật khen, lành thay này chánh sĩ, đúng vậy, đúng vậy. Thân tự tánh của Như Lai không phải đoạn dứt, không phải có. Vì sao này chánh sĩ? Vì thân tự tánh của Như Lai nếu là đoạn diệt thì không có Phật xuất hiện ở đời, thể hiện dưới lượng thần thông, làm lợi ích lớn. Còn nếu là có thì phải có chỗ tích chứa, có thể nắm bắt, thì có khác gì tất cả phàm phu, không có trước sau đồng cùng thành Phật. Thế nên thân tự tánh của Như Lai chẳng phải đoạn, chẳng phải có, cùng tất cả chúng sinh làm Phật sự. Bà Thế Tôn, cúng dường thân tự tánh, thân mãn tự dùng, theo biến hóa của Như Lai phước lớn như thế nào? Đức Phật nói, này chánh sĩ, nếu cúng dường một thân Như Lai tức là cúng dường tất cả thân Như Lai. Vì sao? Vì tất cả ánh sáng chiếu soi trừ hết tối tâm, không có ánh sáng nào cùng tồn tại với bóng tối. Này chánh sĩ, như thế các thân của Như Lai tùy thuận sự cúng dường đều là căn lành lớn, diệt trừ tất cả bóng tối vô minh, mở bày con đường niết bàn giải thoát, tất cả tối tâm không còn tồn tại. Bà Thế Tôn, xin chỉ dạy ngôi vị thứ hai của Như Lai. Đức Phật nói, này chánh sĩ, ông có thể nhìn thấy chăng? Bà Thế Tôn, mong được nhìn thấy. Lúc đó từ một lỗ chân lông của Phật phóng ra ánh sáng vô tánh chạy chiếu khắp các cõi Phật không thể nói, không có tất cả sắc phàm, vết có tướng đều không hiện. Đức Phật bảo các Bồ Tát, hôm nay các ông đã nhìn thấy như thế nào? Khi các Bồ Tát đều bạch Thế Tôn, chúng con chỉ thấy ánh sáng, còn không thấy gì hết. Đức Phật hỏi, các ông đã thấy ánh sáng, vậy ánh sáng ấy như thế nào? Các Bồ Tát thưa bạch Thế Tôn, chúng con chỉ thấy, nhìn thấy một làn ánh sáng chiếu khắp cõi Phật nhiều như số vi tròn, có vô lượng hàng hà xa ức triệu trăm ngàn cõi Phật. Chư Bồ Tát nói, như vậy rồi Đức Phật phải giúp ánh sáng ở các cõi Phật trở lại. Đức Phật bảo các Bồ Tát, thì ông đối với ngôi vị thứ hai của Như Lai, con không thể biết, không hiểu rõ, muốn là có thể nói, có thể nhìn thấy ngôi vị thứ ba cho đến ngôi vị thứ 10 của Như Lai. Này các chánh sĩ, ví như mặt trời mặt trăng, chúng sinh dựa vào ánh sáng ấy để nuôi sống mình. Do mặt trời mặt trăng xoay chuyển và có ngày đêm, lấy thời gian tính làm năm tháng cố định, phân khí hậu thời tiết được chúng sinh biết được. Nhưng các chúng sinh chỉ nhìn thấy tướng ánh sáng của con mặt trời mặt trăng, chứ không nhìn thấy đầy đủ sắc tướng của mặt trời mặt trăng. Này các chánh sĩ, Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác, nuôi dưỡng tất cả chúng sinh. Nhờ Như Lai cho nên chúng sinh biết rõ pháp thiện, pháp thế gian và xuất thế gian, pháp hữu lậu và vô lậu. Các chúng sinh biết rồi tu hành chân chánh, vượt qua các con đường sinh tử khổ đau. Nhưng các chúng sinh không thể nhìn thấy đầy đủ hình sắc thân mãn tư dụng của Như Lai, chỉ nhìn thấy thần lực đại bi, phương tiện ứng hóa của Như Lai. Này các chánh sĩ, nên biết ngôi vị của Như Lai vượt hết tất cả âm thanh ngôn ngữ. Nay ta chỉ dùng danh từ để nói thôi. Bây giờ Bồ Tát Hại Thắng Trì Thông Diệu Hí Trí Thần Thông bạch: Bạch Thế Tôn, ai có thể vượt qua tất cả đường ác? Đức Phật nói: Này chánh sĩ, người này nhập tất cả cảnh giới Phật trí, thêm vào 10 địa Như Lai sâu xa tối tán của Tạng Tịnh Độ Nhã Na, chứng khởi nhập môn đại thừa, hoặc nghe kinh điển, nghe rồi tin hiểu một cách sâu xa, tin rồi thọ trì đọc tụng ghi chép và giảng nói cho người khác, lưu truyền khắp nơi, hoặc chỉ thọ trì tên của pháp môn thôi, thì cũng vượt khỏi tất cả các nẻo khổ của đường ác. Bạch Thế Tôn, ai là phát tâm Bồ Đề? Đức Phật nói: Này chánh sĩ, người thọ trì pháp môn này cho đến thọ trì tên gọi là người phát tâm Bồ Đề. Bạch Thế Tôn, ai đã thực hành hạnh Bồ Tát? Đức Phật nói: Này chánh sĩ, thọ trì pháp môn này là người thực hành hạnh Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, ai có thể mau chóng đầy đủ 6 pháp ba la mật? Đức Phật nói: Này chánh sĩ, ai là người có thọ trì pháp môn này? Bạch Thế Tôn, ai có thể thực hành được thành Phật? Đức Phật nói: Này chánh sĩ, người nghe pháp môn này. Bạch Thế Tôn, ai có thể được thọ ký? Đức Phật nói: Này chánh sĩ, là người giữ gìn pháp môn bí mật thâm thúy của Như Lai. Bạch Thế Tôn, ai vì tất cả chúng sinh làm đại sư dẫn đường? Đức Phật nói: Này chánh sĩ, là người thọ trì Như Lai tạng. Bạch Thế Tôn, ai là đệ tử của Phật? Đức Phật nói: Này chánh sĩ, là người tin tưởng sâu sắc pháp môn này. Bạch Thế Tôn, ai đạt được tất cả ngôi vị của Bồ Tát? Đức Phật nói: Này chánh sĩ, người lắng nghe pháp môn này. Bạch Thế Tôn, ai đạt được tất cả pháp của Phật? Đức Phật nói: Này chánh sĩ, người cúng dường tôn trọng ngọn đèn chánh pháp này. Bạch Thế Tôn, ai biết pháp của thừa Thanh Văn và Độc Giác mà không dùng thừa ấy để vượt qua? Đức Phật nói: Này chánh sĩ, người tu hành kho tàng chánh pháp. Bạch Thế Tôn, kênh này tên là gì và phụng trì như thế nào? Đức Phật nói: Này chánh sĩ, kênh này tên là Chứng Khế Đại Thừa, cũng gọi là Nhập Nhất Thiết Phật Cảnh Trí Bồi Lô Giá Na Tạng, phải thọ trì như thế. Khi đó Đức Thế Tôn nói kệ: Nếu muốn chứng ngộ chánh đẳng giác, đạo chân thật bao la rộng lớn, nghe trí tối tôn thượng, không nghĩ bàn, chuyển bánh xe pháp màu vô lậu, muốn dựng cờ pháp đánh trống pháp, thắp sáng đúc pháp thổi loa pháp, muốn dùng trí sáng phá vô minh, giải thoát chúng sinh đến bờ giác, hàng phục ma quân, cúng dường Phật, ánh sáng tối thượng chứa khắp cả, pháp đời không chấp, chẳng đảm nhiễm, làm lời chúng sinh tu tịnh độ, đều nghe rồi thọ trì kinh này, ghi chép đọc tụng lưu truyền mãi, và nói tư duy kinh tạng Phật, các ngôi thâm diệu của Như Lai. Phật nói kinh này rồi: Đại Bồ Tát Hải Thắng Trì Thông Diệu Hí Trí Thần Thông và các đại Bồ Tát nghe Đức Phật giảng dạy, vui vẻ phụng hành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Chứng Khế Đại Thừa. Nguyện đem câu đức này trang nghiêm Phật tịnh độ trên 4 ăn nại dưới cứu khổ 3 đường. Nếu có ai thấy nghe để phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này sanh về cõi Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.